Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, kênh Yêu Cây đang có mặt tại được trưng bày triển lãm cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ Kinh Bắc Bonsai 99. Và phải nói là đi vào cửa cái là nhìn thấy hai cái tác phẩm ruối rất là đẹp và nghệ thuật. Khả năng đây là cây nhiều cây vừa mới tìm được chủ nhân của cây đây. Xin chào tất cả các bạn nhé. Vâng, em anh ơi, lần đầu tiên cây nhiều cây được giao nên anh có thể giới thiệu bản thân để anh em làm quen không ạ? Mình tên là Bạch Ngọc Hà. Mình được là thợ làm cây ở Bắc Linh được khoảng độ 15 năm rồi. Tức là hôm nay cây nhiều cây được giao lưu với lại nghệ nhân làm cây. Anh ở đâu ạ? Địa chỉ anh đâu ạ? Mình ở Thị Cầu. Thị Cầu. Mình làm được những cây điển hình như cây làng của bác Lộc Phú Quý này. Rồi là vườn cây của anh Vinh Oanh này. Vâng. Là cũng là mình làm. Rồi vườn cây của chú Thời là tôi cũng làm hết. Tuyệt vời quá. Thế này anh ơi, trước khi quay các tác phẩm anh, em xin có một lời hẹn anh là cho phép cây nhiều cây được về giao lưu với anh tại vườn của anh buổi sau cái triển lãm này, đúng không anh? Ok bạn. Ok anh. Okay. Thế bây giờ chúng ta cùng hướng cái tác phẩm ruối. Anh có thể giới thiệu cái tác phẩm ruối này cho anh em không? Cái cây này thì thực ra là tôi thì thấy bác Hòa bác ấy có cái cây lão mai đại thọ, tôi cũng thích quá, tôi làm cái cây nó giống cây bác Hòa gọi là cây mini. Lão mai đại thọ mini đúng không? Đùa, nhưng mà mình thích cái này, nó là cây trực đẹp. Vâng. Mình thích, rất thích có hồn của cái này. Cái cây này em nghĩ là cái anh có xác định được tuổi không anh? Cây này thì mình không xác định được tuổi, nhưng mà với cái nghề của mình chơi cây thì chắc cây này nó lâu lắm rồi. Chắc bởi vì là bạn mà nhìn xem bên này cái phần thân của nó ấy, cái phần thân của nó này. Vâng. Trong tất cả những cây ruối thì đa số là trơn nhẵn. Vâng. Nhưng mà những cái cây ruối mà nó có gai như thế này là cái cây nó đột biến. Ít khi có những cái gai mà nó được nổi lên như thế này. Chắc là nó già lắm đúng không anh? Đấy, nó đại khái nó phải rất già thì nó mới có được gai đấy. Cái cây này của anh gai lại lên tận ngọn luôn. Đúng rồi. Vâng. Quý vị thăm cây của anh là phải cẩn thận không gai đâm vào tay. Đẹp quá. Đây, cái chỗ này cũng đẹp lắm. Sở thích lắm. Anh ơi. Đấy. Đây này, anh ơi, cái gai nó dễ này. Đúng rồi. Cái dễ cũng có gai này. Đúng rồi. Cái quả dễ của anh chùn kia nhá. Vâng. Nó vặn chùn. Quả dễ này có gai này cũng như này. Đấy. Đây để chúng ta ngắm tổng thể cái mặt đất này đã. Xong chúng ta đến nghiên cứu này, cùng nghệ nhân nghiên cứu cái mặt trước. Anh ơi, như anh thì mặt nào là mặt trời anh? Mình thì mình thích cái mặt này là mặt trời này. Anh chia sẻ anh với anh em là lý do tại sao anh thích mình mặt này. Thích cái mặt này là vì nói thật với bạn là đây là một cây trực nhưng nó rất là cổ lão. Vâng. Tức là cái phần này là cái phần lũa nó đại diện cho thời gian. Vâng. Đấy, nó tạo cho cái nó đại diện cho thời gian. Vâng. Thì một cây mà như gọi là một cây trực ấy, thì nó không được lon. Vâng. Nó phải thật là già, nó mới có dấu ấn của thời gian ở trong này. Vâng. Đây nhỉ, cái này lúa lâu lắm bay nó đẹp ra đây này. Đúng rồi. Đấy. Đây gai này quý vị nhé. Đây, anh nhìn này, có gai đến đây cơ mà. Nó cổ lão lắm đấy. Đấy, đây có gai như thế này. Vâng. Thích lắm. Anh cho em hỏi, nếu anh em yêu cây chúng em thích cây này anh có giao lưu ngay? Mình không giao lưu đâu, mình không. Chơi đấy. Đấy. Từ đầu đến bây giờ là có một nghệ nhân là không giao lưu cây đấy. Mình cây không, mình để chơi cây đẹp nhỏ quá nhỉ. Cây này anh có mấy con tử trèo nhỉ? Mình làm rất nhiều tử trèo. Gọi là cây trực nhưng mà nhiều tử trèo cho nó đông đúc con cháu ấy. Chúng ta sẽ cùng anh sang nắm cái tác phẩm thứ hai của anh Hà đúng không ạ? Đúng rồi, mình anh là Bạch Ngọc Hà đúng không? Đúng rồi. Vâng. Tên của anh Hào Hào giống tên của người nổi tiếng. Hào Hào gì? Cây này đẹp quá anh nhỉ. Anh có thể chia sẻ em những cái nét. Thật ra nét cái cây này thì anh rất thích ở cây này không anh? Cây này mình thích này, nói thật sự là nó cuộc đời chả ai nó bằng phẳng cả. Vâng. Mà cái cây này thì nó đại diện cho một trong cả một cái quá trình. Vâng. Muốn lên được thì nó phải đổ. À. Đúng không? Vâng. Giống như mọi người muốn đúng được thì phải sai đã. Vâng. Thì cây này nó đang ở đoạn sai, chắc được sắp sửa nó đúng rồi. Vâng. Cái bộ bông này anh làm đẹp quá nhỉ. Không, chưa ăn thua. Cây này phải 2 năm nữa nó mới đẹp. 2 năm nữa? Phải 2-3 năm nữa chứ bộ này là chưa ăn thua gì. Vâng.
em sẽ qua mặt sau này, em ngắm mặt sau này. Cây rất đẹp. Em đã từng nghe đấy, anh em nhắc đến anh rồi, đặc biệt là em giao lưu rất sâu với anh Gỗ Dương Thời. Đúng anh? Đúng rồi. Anh Thời nhắc đến anh rất nhiều, mỗi khi quay cây là nhắc đến nghệ nhân làm cây cho anh đấy. Mình giúp được chú Thời được hơn 2 năm rồi. Dạ thế ạ. Tất cả vườn cây đấy mình giúp được hơn 2 năm rồi. Vâng. Vườn cây của anh Thời nó đẹp lên theo thời gian rất là nhiều. Đến vừa rồi năm ngoái bọn mình trồng lại toàn bộ cây vườn cây của Thời đấy. Về tăng vít vừa rồi em có về em kiểm tra đấy, có những cây 20 cây tăng. Đúng rồi. Đấy. Tất cả những cái đấy là phải làm từ đầu ấy. Dạ. Đẹp quá. Đợt này anh mang đến với triển lãm là có anh mang hai tác phẩm. Hai tác phẩm thôi ạ. Đấy chính là nghệ nhân phải tham gia nhiều tí. Không, anh thì nhiều cây lắm nhưng mà anh bận đi làm quá, đi suốt ngày. Ngày xưa anh cũng được hạnh phúc được cắt cái cây độc lâm kim cương cho bác Hòa đấy chứ. Anh cắt được vài lần cho bác Hòa. Vâng, hay quá. Thế đấy, em hôm nay về quê làm chương trình thì lại được giao lưu với lại nghệ nhân quê mình. Em xin chúc mừng anh đã sở hữu hai tác phẩm. Và xin chúc mừng triển lãm của các anh sẽ thành công rực rỡ. Cảm ơn xin em nhé. Cảm ơn anh và có lời hẹn gặp lại anh ở những cái lần giao lưu sau, và đặc biệt là giao lưu sâu với anh hơn ở những cái lúc anh tạo tác và sáng tác cây. Ok bạn. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn nhé. Dạ vâng. Xin đây quý vị ơi, đây là đây chúng ta xem lại tổng thể hai cây này, và đặc biệt là triển lãm của câu lạc bộ Kinh Bắc Bonsai 99 đang thu hút được rất nhiều quan khách cùng đến với lại tham quan và ngắm cây của triển lãm, đông lắm quý vị ạ. Anh em đang rất là say sưa. Đợt này thì câu lạc bộ Kinh Bắc Bonsai 99 tập hợp được rất nhiều cái tác phẩm đẹp về với lại triển lãm. Ôi bây giờ đẹp trai khác hẳn nhỉ. Nào bắt tay chưa, 2, 3 nào. Ok tuyệt vời quá. Đây quý vị ơi, đây chúng ta cùng ngắm tổng thể cuộc trưng bày triển lãm của câu lạc bộ Kinh Bắc Bonsai 99. Tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin em chào chị. Và hẹn gặp lại cả nhà ở các cái chỉ cái dưới của cậu bảo của video tiếp theo. Em đẹp quá, ngồi đây. Anh chào em chào.